Minh Vy xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin FPNC tối ngày 9 tháng 6 năm 2017. Ngay bây giờ, trước khi bắt đầu bản tin, Minh Vy xin mời quý vị hãy cùng với Minh Vy điểm qua những nội dung chính trên bản tin kỳ này. Thủ tướng yêu cầu giảm chi phí tối đa cho doanh nghiệp. Từ nay đến năm 2018 sẽ có 10.000 nhà ở giá từ 100 cho đến 200 triệu đồng. Nhiều đại biểu quốc hội đề xuất thu hồi sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị 26 trên CTTTG về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35 trên 2016 NQCP theo tinh thần chính phủ đồng hành cùng với doanh nghiệp. Trong đó, Thủ tướng giao các bộ ngành là nguyên tắc lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển. Thủ tướng yêu cầu giảm tối đa thời gian và chi phí thực hiện các quy định về thuế, hải quan được giao Bộ Tài chính thực hiện. Bộ này cũng phải nghiên cứu xây dựng các quy định về chính sách thu thuế và chế độ kế toán phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Các đề xuất sẽ phải hoàn tất trong quý 3 năm nay. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng kiến nghị của doanh nghiệp về chồng chéo trong quản chuyên ngành đối với xuất nhập khẩu thì nguyên tắc cơ bản là phải đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Kết quả rà soát phải xong trong tháng 7 năm nay. Trao đổi với báo chí, bên lề kỳ họp Quốc hội mới đây, ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ nay cho đến năm 2018 sẽ có khoảng 10.000 căn hộ giá từ 100 cho đến 200 triệu đồng. Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu vực công nghiệp, khu chế xuất, trong đó có đề cập đến việc xây dựng nhà giá rẻ từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi căn để bán cho công nhân. Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ nay đến năm 2018 sẽ xây dựng 10 khu nhà ở giá rẻ đầu tiên tại Hà Nam, Quảng Nam và Tiền Giang, tổng nguồn cung khoảng 10.000 căn. Dự kiến tháng 6 năm sau sẽ có khu nhà đầu tiên với hơn 1.000 căn hộ tại khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam. Từ năm 2019 trở đi sẽ xây tiếp 40 thiết chế nữa. Với mức giá từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi căn, người lao động có thể lựa chọn hai phương án thanh toán, hoặc mua căn hộ trả tiền ngay hoặc trả góp trong 10 năm. Ông Cường cũng cho biết hiện các khu công nghiệp, khu chế xuất mới chỉ đáp ứng được từ 2 đến 10% nhu cầu tối thiểu về nhà ở, nhà trẻ, mua sắm các vật dụng thiết yếu, v.v. Cũng nhân kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng trong khi chờ đợi sân bay Long Thành thì nên thu hồi sân golf ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để mở rộng sân bay này. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình xây dựng sân bay Long Thành còn dài. Trong khi chờ đợi sân bay Long Thành thì nên thu hồi sân golf ở các khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để có thêm gần 160 hectare đất, tăng công suất, giảm tình trạng ngập úng kẹt cứng hiện nay. Khi sân bay Long Thành xây dựng xong, đi vào hoạt động và sân bay Tân Sơn Nhất không còn quá tải thì cơ quan chức năng có thể bàn với ngành hàng không để lấy lại diện tích này và sử dụng vào mục đích phù hợp. Cùng quan điểm đó, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc dành đất sân bay để kinh doanh là điều vô lý. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương của đoàn Quảng Bình cũng cho rằng nên chuyển khoảng đất đó thành sân bay quân sự hoặc sân bay nội địa để giảm quá tải cho sân bay Tân Sơn Nhất trước khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Thưa quý vị, trước tình trạng sạt lở tại nhiều khu vực bờ sông kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều biện pháp đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để đảm bảo an toàn cho người dân sống trong những khu vực này. Tính đến cuối tháng năm 2017, tại 8 quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 40 điểm sạt lở khu vực bờ sông, kênh rạch, trong đó có 23 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, 16 điểm sạt lở nguy hiểm và 1 điểm sạt lở bình thường. Huyện Nhà Bè là nơi có nhiều điểm sạt lở nhất với 16 điểm và có đến 11 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, kế đến là quận 2, quận Thủ Đức và huyện Cần Giờ. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã giao khu quản lý đường thủy nội địa thành phố phối hợp với chính quyền địa phương cấm biển báo khu vực sạt lở bờ sông. Ngoài ra, Sở cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân các quận có kế hoạch di dời ngay người dân sinh sống tại các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm đến nơi an toàn. Về việc triển khai các dự án chống sạt lở, phía Sở Giao thông Vận tải cho biết hiện nay đã có 33 dự án xây dựng bờ kè đang được triển khai tại 35 vị trí sạt lở. Tuy nhiên, các dự án này gặp nhiều khó khăn vì công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chậm và nguồn vốn thi công chưa được bố trí. Vì vậy, Sở đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên bố trí vốn kịp thời để Sở triển khai thực hiện các dự án nói trên. Các vị trí sạt lở còn lại sẽ xây dựng bờ kè trong giai đoạn từ 2017 đến 2018. Đến với chuyên mục con số mỗi ngày, kỳ này thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 5.945. Đây là số xe máy mà Honda Việt Nam bán ra mỗi ngày trong năm tài chính vừa qua.
Honda Việt Nam vừa tổng kết năm tài chính 2016-2017. Trong năm qua, hãng xe này bán ra gần 2,2 triệu chiếc xe máy, tiếp tục dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam khi chiếm hơn 69%. Tính ra trung bình mỗi ngày trên cả nước, Honda Việt Nam bán ra được 5.945 xe máy. Bên cạnh xe máy, năm 2017 vừa qua, Honda Việt Nam đã bán được 12.270 xe ô tô các loại tại Việt Nam. Hãng xe này dự báo năm tài chính 2018 sẽ không có nhiều biến động và tiếp tục phát triển ổn định. Trong đó, thị trường xe máy sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn. Các dòng xe tay ga, xe số tiếp tục giảm. Thưa quý vị, khép lại phần 1 bản tin FPNC, Minh Vi xin mời quý vị đến với phần 2 qua những thông tin thế giới đáng chú ý ngay sau đây. Tại Myanmar, phát hiện 31 thi thể trên chuyến bay quân sự gặp nạn. Bất ngờ tại bầu cử Anh, nguy cơ tiến trình Brexit bị trì hoãn.